Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của chúng tôi. Mạng là ảo nhưng hậu quả là thật. Câu nói này dường như luôn nhắc nhở đối với những cô gái nhẹ dạ cả tin rằng phải tỉnh táo hơn, đừng vội chấp nhận tình cảm của thanh niên quen qua mạng xã hội. Bởi đã từng có trường hợp cô gái bị tên Sở Khanh lừa lấy sạch tài sản ngay lần gặp đầu tiên. Chi tiết vụ việc như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyễn Hoài Hận, quê Đồng Tháp, tạm trú tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị trinh sát hình sự đặc nhiệm đội cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an phường 11 quận Gò Vấp bắt vào chiều ngày 24 tháng 12 khi đang chat Zalo rủ rê hẹn hò với một cô gái tên Nguyễn Thị Lan. Hận quen Lan qua Zalo nhưng lấy tên giả là Trần Hùng. Trước khi làm quen với các cô gái, Hận đều chăm chút vẻ ngoài rất nhiều, chụp ảnh quần áo chỉnh chu rồi đăng lên mạng xã hội. Với vẻ ngoài bóng loáng như vậy, lại thêm khả năng nói chuyện đầy am hiểu, Hận nhanh chóng có được cảm tình của các cô gái trẻ, nhất là đối với Lan. Sau gần 2 tháng tán tỉnh cà phê hẹn hò, ngày 12 tháng 12, Hận rủ Lan đi mua quần áo để dự đám cưới một người bạn với lời hứa hẹn để giới thiệu Lan với bạn bè mình. Lan đồng ý, cả hai hẹn nhau ở bệnh viện Hóc Môn, Lan chạy xe Vision của mình qua đón Hận rồi cùng đi mua sắm. Chở bạn gái tới chợ Hạnh Thôn Tây, quận Gò Vấp, thanh niên trẻ nhanh chóng vào gửi xe rồi giữ luôn thẻ. Lan vào thử đồ, Hận kiên nhẫn chờ đợi và góp ý cho Lan. Cầm điện thoại thì bất tiện, vướng víu, nên cô gái đưa luôn điện thoại nhờ Hận giữ hộ. Lúc này trong đầu Lan chẳng hề có suy nghĩ nghi ngờ gì đối với người bạn trai quen qua mạng, nhưng chỉ mới gặp nhau có vài giờ đồng hồ. Mãi mê tập trung thử đồ, cho đến khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Lan ngơ ngác vì chẳng thấy Hận đâu. Người bán hàng cũng không biết. Chạy ra bãi giữ xe, cô gái phát hiện chiếc Vision của mình để đó cũng đã biến mất. Mọi liên lạc qua điện thoại đều không được. Lúc này, cô gái dường như hiểu ra người bạn trai quen qua Zalo đã bốc hơi cùng chiếc xe và điện thoại. Suy sụp, Lan cũng không dám đi báo công an bởi suy nghĩ có địa chỉ Hận đâu mà báo. Thông tin duy nhất Lan có là cái tên Trần Hùng mà không hay biết rằng cũng là tên giả nốt. Lan tự xem đây như bài học cho mình. Qua nhiều nguồn thông tin, trinh sát đội cảnh sát hình sự, đội 3 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã nắm sự việc và vận động Lan đứng lên làm đơn tố cáo. Trinh sát đội 3 chính thức thụ lý vụ việc. Nick Zalo Trần Hùng là giả, điện thoại của cô gái đã mất nên hình ảnh trong đó cũng không còn. Ngay khi lấy được xe và điện thoại của nạn nhân, thanh niên này hủy luôn tài khoản Zalo, bỏ luôn các số liên lạc cũ. Cô gái thì không nhớ được mật khẩu Zalo nên cũng không đăng nhập được vào tài khoản của mình. Đây là những điều vô cùng bất lợi với các trinh sát. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 ngày tiếp nhận đơn thư tố cáo, trinh sát đội 3 đã lần ra manh mối nơi ở của nickname Trần Hùng. Theo đó, Nguyễn Hoài Hận bị trinh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng công an phường 11 quận Gò Vấp bắt vào chiều 24 tháng 12 khi đang nhắn tin rủ rê một cô gái khác đi chơi tiếp. Tại cơ quan điều tra, Hận khai rằng do bất ngờ nảy sinh lòng tham nên nhân lúc Lan vào thử đồ đã ra bãi giữ xe lấy xe của Lan rồi chạy thẳng một mạch về Bình Dương. Hận nói rằng đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi này. Ngay khi lấy được xe, Hận thay biển số giả vào, tháo sim điện thoại của Lan rồi vứt đi, đồng thời rao bán xe của Lan trên mạng với giá 11 triệu đồng. Quen qua mạng ảo, chưa tìm hiểu kỹ, nhiều người trở thành nạn nhân trong những vụ lừa đảo tình tiền, đặc biệt là phụ nữ. Trường hợp của Lan mới quen biết, nhân lúc cầm giùm, người bạn trai đã chôm luôn rồi bỏ trốn. Theo các trinh sát còn có những trường hợp nguy hiểm hơn, giữa hai người xảy ra quan hệ, chứ không chỉ là cà phê tình cảm đơn thuần. Kẻ xấu lợi dụng quay clip lại để tống tình, tống tiền nạn nhân, hậu quả không lường hết được. Hiện nay, qua mạng xã hội Zalo, Facebook, nam nữ quen biết nhau rồi tiến tới hẹn hò không còn là hiện tượng hiếm. Trinh sát đặc nhiệm khuyến cáo, dù các bạn hay để đi tới một mối quan hệ tình cảm, cũng phải tìm hiểu kỹ. Nhà ở đâu, trọ ở đâu, gặp bạn bè hai bên, lưu lại hình ảnh. Cho vay mượn tiền thì ít nhất cũng phải chụp lại tin nhắn. Phải có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình, không giao chìa khóa, thẻ xe cho người khác. Rất nhiều trường hợp bị bạn ảo qua mạng lấy mất tài sản, xe, điện thoại, nhưng nạn nhân không dám trình báo vì ngại, vì không có thông tin về đối tượng. Với những trường hợp này, phải lên cơ quan công an trình báo ngay, cung cấp đầy đủ thông tin mình có, mình biết cho công an càng sớm càng tốt. Đó là một trong những căn cứ để công an sớm tìm ra thủ phạm, kịp thời thu hồi tài sản trả lại người dân, không để chúng kịp tẩu tán. Mạng là ảo nhưng hậu quả là thật. Thứ mà những nạn nhân này mất không chỉ là tiền bạc, xe cộ, điện thoại, đó còn là niềm tin, trinh sát đặc nhiệm chia sẻ.
đội hình sự đặc nhiệm đã bàn giao Nguyễn Hoài Hận cho công an quận Gò Vấp để tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp theo là một câu chuyện hy hữu. Đi trộm xe không xem ngày, hai thanh niên lấy nhầm xe của một chiến sĩ đặc vụ. Chi tiết vụ việc ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 25 tháng 5, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm đội 3 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang làm thủ tục bàn giao Dương Quang Trung và Nguyễn Đăng Song cho công an quận Tân Bình để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ trộm vừa xảy ra tại quán cà phê trên đường Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình. Nạn nhân là chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa. Chị Hoa cho biết 4 năm đại học đã mất 3 chiếc xe đạp Martin. Đây là chiếc thứ tư rồi, nhưng lần này là cái xe máy. Hay là lần này có công an lấy lại được. Vừa chuyển trọ, mua xe mới lại bị trộm mất. Chị Hoa kể thêm, hôm nay chị được nghỉ làm, chiều đi đám cưới bạn nên tính ra quán cà phê ngồi ăn uống rồi chiều về đi đám cưới. Ai dè gặp phải tình huống oái ầm. Lúc chị Hoa tới quán cà phê, tại đây có nhiều xe máy để theo hàng dài và không có bảo vệ trông coi. Nhân viên có dùng xích luồn vào để khóa xe. Còn do xe của chị Hoa đến sau nên nhân viên bảo đẩy vào giữa là được, không dùng xích. Bản thân chị cũng cẩn thận khóa cổ. Đến tầm 3 giờ chiều, tính về thay đồ đi ăn cưới bạn thì ra không thấy xe đâu. Đúng lúc này có anh công an tới, hỏi ai bị mất xe thì chị Hoa theo các anh công an lên phường trình báo luôn. Chị Hoa bảo xe của chị đang dùng cũng chỉ là xe cùi bắp thôi, hồi mua giá tầm 20 triệu, mượn tiền ba mẹ mua đi làm. Một năm sau, cô đã trả lại đủ số tiền đã vay. Hai năm trời, bao nhiêu kỷ niệm với cái xe đó mà mất rồi lấy gì đi làm, cũng phải từ từ mới kiếm tiền mua được chứ. Lúc mới bước ra khỏi tiệm cà phê, chị Hòa vô cùng lo lắng và cũng chỉ dám la thôi chứ không làm được gì. Chỉ có các anh công an là dũng cảm, nhiệt huyết với công việc. Có anh công an vì đuổi theo bắt trộm mà chân bị chảy máu. Trao đổi với phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, trinh sát đội hình sự đặc nhiệm cho biết tổ tuần tra theo hai thanh niên này từ hơn 12 giờ trưa. Hai kẻ này chạy xe lòng vòng từ suốt bên quận 10 Tân Bình. Lúc vòng qua con hẻm ở phường 11 Tân Bình, thấy có chiếc xe SH Mod không người trông coi dựng trước nhà. Bọn chúng đã định ăn trộm rồi, nhưng may sao người nhà ra kịp. Đến tầm gần 3 giờ chiều, Trung lái xe chở xong ngồi sau qua tiệm cà phê trên, thấy chiếc xe kia nên lại ra tay. Chỉ mấy giây, nó phá xong khóa xe của bé rồi. Lẻ lắm. Một đặc nhiệm cho biết, phá khóa thành công, tưởng ngon ăn, Trung và Song không ngờ mọi hành động đã rơi vào tầm ngắm của trinh sát đặc nhiệm trước đó. Ngay khi phát hiện, tổ tuần tra lập tức truy đuổi, liên tục đeo bám suốt gần 2 cây số, trinh sát ép xe, tóm gọn cả hai. Tại công an phường 12 quận Tân Bình, hai người này khai nhận tên là Dương Quang Trung, 27 tuổi và Nguyễn Đăng Song, 28 tuổi, cả hai hiện đang sống tại Tân Bình. Trung từng có 3 tiền án liên quan đến hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Song từng có tiền sự liên quan đến ma túy và có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Qua vụ việc lần này, người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ tài sản cá nhân, bởi không phải lúc nào các đội chiến sĩ đặc vụ cũng có thể túc trực ở ngoài đường để kịp thời vây bắt các đối tượng xấu. Và nếu phát hiện tài sản bị trộm cướp, phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ hết mình. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!